Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Rất vui gặp lại anh em một clip lần này nha. Và hôm nay mình sẽ dùng vũ tướng Tara đi rừng ở ranh cao thủ khoảng chục sao nha anh em. Ok. Trong trận đấu này thì tên bạn là dùng những vũ tướng khống chế khá là tốt luôn anh em ơi. Dạo này thì mình cầm Tara đi rừng khá là nhiều luôn. Tại vì Tara đi rừng cũng mình thấy cũng khá là ổn nha anh em. Ngày xưa thì Tara đi rừng nói chung là chỉ để dành cho game thôi. Nhưng mà dạo này Tara đi rừng cũng mình thấy cũng khá là ổn ở cái meta hiện tại. Với sức mạnh của Tara hiện tại thì đi rừng cũng khá là ok luôn. Mới vô đi rừng, xin đi rừng thôi mà anh em làm gì căng anh em. Anh em làm gì mở gom qua đây 3-4 người chứ. Với cái việc tên bạn quậy cái vậy thì mình đã bị thọt khá là một lượng xa khá hoàng rồi nha anh em. Và mình phải đi tích cực farm lên anh em ơi. Bị mất cách mấy giây rồi, thường thường khoảng 1 phút 20 mấy giây là mình đã farm lên được cấp 4 rồi. Giờ 1 phút 30 giây mình lên được cấp 4 anh em ơi. Không sao, tên bạn nó cũng đi vòng vòng thì nó cũng bị thọt anh em ơi. Nó cũng không có giết được bạn nào của tên mình nên là không sao nha anh em. Ok, giờ mình đã lên cấp 4 rồi, mình đi ganh ở đường rồng nha anh em. Anh em mà đi rừng thì nhớ canh vị trí mà farm sao mà khi mà lên cấp 4 mình đi qua được ngay vị trí đường rồng để mình ganh rồi mình hỗ trợ tem ăn được con rồng đầu tiên là mình sẽ lấy được cái lợi thế đầu tiên cho game nha anh em. Vừa tăng được sức mạnh mà vừa có được một mới kinh nghiệm từ con rồng nữa nha anh em. Ok, và con rồng đầu tiên đã thuộc về team mình rồi. Một pha nhảy quá ảo của mình dính cái mặt vào mấy tường anh em ơi. Ok, mình sẽ lên nửa cái món trang bị là nửa cây ly rừng thôi nha anh em. Để lấy cái nội tại của việc cây đi rừng thôi. Phan lên nguyên cây nha anh em, để có tiền nhiều nhiều mà hết lên. Pha này mình sẽ lùa bằng Murat luôn em ơi. Này thì giật tốn về này. Tưởng vậy là chạy thấu à. Ok, 300 mình cho mình rồi. Bạn này cũng không thoát đâu, tay mình đông lắm bạn ơi. Đây, Ryuma nè. Trời ơi, bạn ấy da. Wow. Một pha nhảy qua tường rất mượt mà chứ gặp cái đó pha đã đập gặp vô tường nữa thì xác định thế anh em. Ok, và cũng rất cảm ơn anh em đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Tại vì vị tướng này là một vị tướng khá là kén chọn kén người chơi nên là kênh của mình cũng không có được nhiều người ủng hộ lắm, làm cũng chỉ vì đam mê chơi thôi chứ kiếm tiền YouTube thì biết chừng nào mới kiếm được anh em ơi. Nói chung thì vui giao lưu vui vẻ với anh em là chính thôi. Công việc của mình thì cũng khá là bận rộn nên là việc mình ra clip đều đặn như những kênh khác thì mình sẽ không ra được nha anh em. Mình chỉ rảnh vào dịp cuối tuần nên là vào cuối tuần mình mới ra được video cho anh em. Rất mong anh em được thông cảm cho mình nha. Ok, và mình sẽ mở comeback ở đường rồng tiếp theo nè anh em. Xong pha này chắc tay mình lụm hết quá. Ok, bạn Guido anh thì khá là chuẩn luôn anh em ơi.
một pha anti rất là đẹp luôn. Xem mình mỗi combat thành công và lấy được cái trụ rồi nha anh em. Ok mình farm mấy con lính nhà chắc có lẽ là farm luôn cái trụ này mới được. Thôi không được rồi anh em ơi. Bạn Azenka đẩy khá là xa luôn nè. Là mình tính giết lại Azenka mà không được anh em ơi. Trời trời trời, một pha tốc biến anti của bạn Video là mình cũng bất ngờ luôn, đừng nói chi là tên bạn nha anh em. Video chơi rất là nét luôn nè, chơi rất là chuẩn luôn. Chỉ cần tem có một bạn chơi mà chuẩn như vậy, một pha combat tốc biến anti mà dính chừng ba thằng tem bạn là thấy là mình, tem mình ví dụ là đang mất thế cũng có thể là kèo được rất là dễ dàng nha anh em. Và tốc biến anti sẽ tạo những cái pha đột biến lên cho tem rất là tốt luôn. Châu châu đánh lâu cũng chết thôi bạn. Chạy tao không nhìn cho mình rồi nha anh em. Khi mình đã cầm tay ra trong tay thì cái độ hổ báo rất là cao anh em ơi. Nhiều lúc có nhiều anh em chơi chung với mình mà không hiểu ý, mình đi theo mình xác định mình ban trụ mình ra được, còn mấy anh em nhiều lúc máu mỏng quá ban trụ đâu có ra được đâu anh em. Mẹ thì giật bóng rồi xong rồi pha này. Wow. Và đó mình cũng sống được nữa, rất là may mắn luôn em ơi. Cái đó không phải hay đâu nha anh em, nó hên thôi. Ok, món đầu tiên mình sẽ lên một cây đao tri hồn để khắc chế cái lượng hồi máu của mấy con tướng bên kia. Ryoma cũng hồi phục rồi, bạn Hina nữa. Nói chung là khắc chế đỡ mấy con hồi máu đi. Lấy một lượng đam nhất định cho Tara nha anh em. Cây đao tri hồn cũng có một xíu giáp nên là cũng phù hợp với đỡ đầu. Rồi xong, xuống hàng luôn em ơi. Thứ gì mà chịu nổi. Mình pha đó cũng hơi ảo ảo xanh quá nên là cũng đi lỗ quá nha nha. Pha đó mình chết là do mình chơi quá hổ nha nha. Ok, và nếu xem đến đây anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình xin một lúc đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực làm những clip tiếp theo nha nha. Nói chung là ngồi tới ngày ngồi nhìn trong từng cái sách của anh em luôn á. Anh em rất là cảm ơn anh em đã tin tưởng và ủng hộ mình. Ok. Và đi rừng thì nhớ farm nha anh em. Nhiều lúc mình đi rừng mà thấy mạng ngon quá mình làm biến, mình cứ lo mình cứ ham mạng mà mình không thèm nó farm luôn anh em ơi. Ok. Rất là trâu bạn ơi, bạn đừng có giỡn với mình nha. Vừa trâu mà vừa đam đó nha anh em. Bạn nói chung là chất tướng Tara mà đi rừng thì vừa trâu mà vừa có đam nữa, lượng đam cũng khá là cao luôn em, tốt rẻ cũng cực kỳ tốt luôn em. Đây này mình lấy được trụ siêu cấp này nè. Rồi, chắc đây mình sẽ qua lấy luôn cái trụ mít đó. Có cái góc đó là góc chết nha nè, góc đó là góc để mình né đam đó nè. Nãy mà mình có mắm vố băng vô trụ quá thì mình chạy qua ngay góc đó mình sẽ né được đam của trụ nha nè. Ok, món kế tiếp là món kháng phép. Và món kế nữa mình có lẽ mình sẽ lên một cái món giảm tốc đánh để mình giảm tốc đánh của con Lavi lại nha nè. Là vì late game cũng là một vị tướng cực kỳ khó chịu, nó bắn cực kỳ cân năm luôn nha anh em, nên là không thể nào khinh thường đối thủ được. Về late game cái gì cũng có thể xảy ra nha anh em. Không thôi chưa được 20 nội tại quá rừng đó anh em ơi.
Lúc đây có ai đi nghe không? Lại là một pha anti rất đẹp của bạn Guido nha anh em. Và pha anti, sau pha anti này thì có lẽ là mình sẽ kết thúc hết trên mạng luôn em ơi. Pha anti rất đẹp luôn, phải nói là rất hài lòng với những pha anti của bạn Guido luôn nha anh em. Chín hay chín nhìn xem em, tỷ số cũng khá là ok. Rồi có lẽ mình sẽ lấy luôn trụ này và cố gắng kết thúc trận đấu tại đây luôn em ơi. Tính để đêm dài lắm mộng, là vì già khó chịu lắm anh em ơi. Chưa được tay mẹ nó lại ra hết rồi. Với cái lượng khống chế của tem bạn thì mình nếu mình chơi hơi ẩu thì mình sẽ không chịu nổi nha anh em. Tại vì mình khá là xanh nên mình chơi sao cũng được anh em ơi. Chứ nếu mà mình không xanh lắm thì mấy pha này mình không có khổ báo được vậy đâu nha anh em. Ok, và có lẽ mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây. Thôi mình bay vô tới đèn giết thằng này một cái rồi kết thúc luôn nha anh em. Ok. Và mình đã để lại cái mạng ở ngay tại tế đàn của tem bạn luôn nha anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip nè. Rất mong gặp lại anh em ở clip lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.